Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm lắng, hiện tình trạng cho khỉ ăn dọc các điểm đến trên bán đảo Sơn Trà lại tái diễn, bất chấp sự vào cuộc tuyên truyền của lực lượng chức năng. Hành vi cho khỉ ăn tưởng chừng là vô hại nhưng hậu quả lại khôn lường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, những hình ảnh đàn khỉ ùa xuống chờ người đến cho thức ăn đã trở nên quá quen thuộc với lực lượng chức năng, khiến họ bất lực. Bởi sau một thời gian dài tiếp diễn, bây giờ hành vi này đã trở thành một trong những thói quen trong tập quán sinh hoạt của đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà. Khỉ tràn xuống tận chân núi, cạnh đường dân sinh, chờ đợi nguồn thức ăn từ người đi đường. Dọc tuyến đường lên núi, khỉ có mặt trên cả những đường dây điện, tràn ra cả làng đường xe chạy mỗi khi thấy người hay xe dừng lại, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn giao thông cho người và cả cho khỉ. Còn người dân, du khách thì vẫn vô tư dừng xe, vô tư trêu đùa, cho và dụ khỉ ăn, phớt lờ và bất chấp những bảng biển cảnh báo, tuyên truyền. Tất cả chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ nhất thời và có vài tấm hình đăng mạng xã hội. Trong 2-3 năm vừa qua thì cái tình trạng khỉ về chùa Linh Ứng ăn trái cây của chùa rất nhiều ở những bãi rác khi mà các Phật tử đến cúng dường cho chùa, và có một lượng du khách đến chùa rất đông và cho khỉ ăn trở thành một cái thói quen. Và hiện nay là cái tình trạng này diễn biến nó càng ngày càng phức tạp hơn. Khỉ hiện nay như các bạn thấy thì nó kéo xuống dưới đường luôn, và nó ngang nhiên ra đường, nó ngồi chờ du khách đi qua đi lại để mà xin thức ăn. Mặc dù ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tăng cường lực lượng chốt trực, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách không được cho khỉ ăn, tuy nhiên đâu rồi lại vào đấy. Thực tế từng xảy ra tình trạng khỉ tranh giành thức ăn, nhiều con chạy ngang qua đường bị phương tiện giao thông cán chết hoặc bị thương. Em thấy ở đây đó là có nhiều cảnh núi biển rất là đẹp, thơ mộng, rất hợp cho các bạn trẻ như em đến nhá, chụp hình và check-in. Thấy có đàn khỉ rất là dễ thương, nhưng mà ở đây thì mọi người là vẫn còn cho khỉ ăn quá nhiều, ảnh hưởng đến đời sống hoang dã tự nhiên của nó. Theo lực lượng chức năng, khi bị nhắc nhở, một số người vẫn cho rằng đây là việc thiện và không nhận thức được rằng những hành vi như vậy đang vô tình đem lại những hệ lụy khôn lường, nhãn tiền lẫn lâu dài, khiến đàn khỉ thay đổi dần tập tính sinh hoạt ở môi trường hoang dã, cũng như tiềm ẩn những nguy cơ lây bệnh từ khỉ sang người khi tiếp xúc gần. Quan điểm của mình là những cái gì nó sẽ là phải thuận tự nhiên. Các con khỉ là nó đã sống ở đây cả trăm năm qua, cả ngàn năm qua, thì nó kiếm ăn bằng gì? Nó kiếm ăn bằng những cái cành cây, những cái hạt quả ở trong rừng. Thế cho nên là cái việc mà mọi người mà dùng những cái mà thức ăn có sẵn và cho khỉ ăn là thứ nhất là nó làm mất đi cái bản năng sinh tồn của loài khỉ. Và thứ hai nữa là vô hình chung là chúng ta xả rác ra môi trường. Những cái vi phạm về ví dụ như là ngược đãi động vật, bác săn bác trái phép thì có những biện pháp chế tài. Tuy nhiên cái việc mà cho khỉ ăn, cho khỉ uống tình thường như cho trái cây như thế này thì là không được quy định trong các hàng rào pháp lý. Cho nên việc này cũng gây cản trở cho việc mà chúng tôi đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn, cũng như đảm bảo một môi trường du lịch an toàn cho du khách ở bán đảo Sơn Trà. Gần đây, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng còn nhận được một số thông tin phản ánh của người dân về việc khỉ xuất hiện tại khu vực nhà dân dưới chân núi. Điều này cho thấy đã bắt đầu có sự thay đổi trong bản năng sinh tồn của loài khỉ. Hành vi cho khỉ ăn tưởng chừng vô hại, nhưng hậu quả nhãn tiền và hệ lụy lâu dài của nó là khôn lường.